Lớn rồi mà vẫn tè dầm, muốn khỏi, hãy cho con uống nhiều nước và nhịn tiểu. Đầu tiên, uống nhiều nước ban ngày, cho con uống nhiều nước để giúp cho thận của con được hoạt động và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, sau bữa ăn tối thì nên hạn chế uống nước và đặc biệt lưu ý 2 giờ trước khi đi ngủ thì không nên uống nước. Cái số 2 đó là nhịn tiểu. Mỗi khi con buồn tiểu thì hãy cho con nhịn khoảng 4 đến 5 phút sau đó mới đi tiểu. Tuy nhiên thì cũng không nên nhịn quá lâu. Số 3 đó là tiểu ngắt quãng. Khi mà con đi tiểu, hãy hướng dẫn con nín tiểu trong vòng 10 giây, sau đó thì tiểu hết ra ngoài. Số 4, hãy hướng dẫn con đi tiểu đều đặn khoảng 2 đến 3 giờ thì lại nhắc con đi tiểu một lần. Đặc biệt quan trọng là trước khi đi ngủ thì nên đi tiểu. Điều cuối cùng, nước uống có ga, soda, caffeine hoặc là nước ngọt có chứa các chất lợi tiểu. Vì vậy nên hạn chế cho con sử dụng những loại đồ uống này.